dạ yeah, mình là đạt quyển xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh cuộc sống mỹ đạt Nguyễn lời đầu tiên chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống hôm nay là ngày thứ sáu các bạn lại đi cài lao động là vinh quang lang thang là chết đối hôm nay mình thấy có một cái à, một youtuber việt kiều mỹ họ chia sẻ như thế này các bạn cái câu này thì nó là nó xưa rồi các bạn trong nước thường ưa so sánh việt kiều với đại gia các bạn chứ không phải kiều nữ với đại gia mà việt kiều với đại gia việt kiều á là về việt nam chơi không lại đại gia thì hôm nay mình muốn chia sẻ thử coi việt kiều có chơi lại đại gia không đại gia là ai việt kiều là ai và những bạn đó họ có phải là đại gia hay không? tại vì á bạn thấy là qua tới Mỹ sống thì cái cuộc sống ở Mỹ thì đương nhiên nó phải cao cái mức cái mức sống trung bình của một người Việt kiều Mỹ đi các bạn nó sẽ cao hơn cái mức sống trung bình của một người à, Việt Nam những người trong nước đó là sự thật cho nên người ta mới muốn tới những cái nước giàu có người ta ở về ăn uống học hành ngủ nghỉ chất lượng sống những cái dụng cụ thì dĩ nhiên nó phải cao tại cái chất lượng sống ở nơi đó nó cao thì mình được hưởng nó như thế các bạn thì một số thành phần họ nhìn thấy mà họ không, họ không hỏi là ờ tại sao cái chất lượng sống của mình đó, nó lại tệ như thôi thí dụ như là môi trường nguồn nước thức ăn thực phẩm nhiễm độc đi học phải đóng tiền làm á chết bà luôn thì lương nó không đủ sống Chứ không phải là Việt Kiều làm chết bà mà lương đủ sống Mà các bạn lao động ở trong nước Làm chết bà luôn mới không đủ sống Những Việt Kiều đây người ta thấy Ồ tại sao các bạn lại làm lương ít như thế Thí dụ các bạn là một người à, Thợ tiện cô Ly giống Đạt Nguyễn Ở Việt Nam thì các bạn làm được bao nhiêu tiền Và cái lương đó đó Các bạn có trang trải sống nổi hay không trong khi một thợ tiện ở bên Mỹ, người ta không những sống không nổi mà người ta còn mua nhà, mua cửa nữa nó khác biệt các bạn nó nó khác biệt rồi bạn mới đi xuất khẩu lao động bạn qua bên nhật bên hàn cũng làm một việc trong cái hãng cnc đó bạn được là 40 triệu trong khi bạn làm một hãng cnc đó chính của thằng hàn quốc tại đất nước việt nam thì bạn được chỉ có bảy tám triệu mà thôi chất lượng sống nó nó thấp quá thì mình không nhận do nhìn thấy được mà mình đi đây so sánh là việt kiều chơi sao lại đại gia của việt nam vậy là việt kiều có phải là đại gia không và những cái người con người đó họ có phải là đại gia không à các bạn ở việt nam các bạn so sánh như thế thì chắc có vẻ là trong con mắt của các bạn đó thì việt kiều chắc là giàu lắm <laughs> việt kiều ra giàu lắm cho nên các bạn mới so sánh là việt kiều chứ không là đại gia nhưng khổ nổi có những cái việt kiều ở mỹ như thế này các bạn sống ở Mỹ rồi Họ biết cái chất lượng sống ở Mỹ như thế nào Nó cũng so sánh là Việt Kiều giờ về chứ không lại đại gia Hoặc là Việt Kiều giờ về Việt Nam bao hết Việt Nam là ai Thành phần nào để mà bao hết các bạn Bao được bao lâu mới nói Thì à, Bạn thấy là đại gia ở Việt Nam á, Nếu mình dùng cái chữ mà đúng nghĩa Đúng nghĩa đại gia Là họ đi siêu xe Họ nhà ở biệt phủ à, cuộc sống của họ là quăng tiền qua cửa sổ mới gọi là đại gia cái chữ đại gia đó còn những cái người mà bình thường ấy, gọi là khá khá đó nó thật sự họ cũng chơi không lại việc kiều nếu nói đúng tại sao nó không phải là những người khá khá là họ không có tiền họ thua việc kiều thí dụ bạn có tiền bạn mua được căn nhà dài 3 tỷ bạn sống cũng ra bụng ra rụng rỉnh bạn không chơi lại việc kiều chỉ có đại gia mới chơi hơn là việc kiều thôi thì cái dạng đại gia đó thì bỏ đi Nghe không thì à, tại sao những cái người mà khá cũng chơi không lại việt kiều à, tại sao các bạn ví dụ bạn có à, làm rủng ra rủng rỉnh tháng vô hai ba chục triệu việt nam cũng khá ha ba bốn chục triệu khá rồi Để có đồng ra đồng vô khá rồi hoặc là năm bảy chục triệu luôn á khá tại sao chơi không lại việt kiều về việt nam người ta chơi con tháng ha? ta chơi khô máu luôn một năm người ta để dành tiền người ta về việt nam ta chơi khô máu còn những cái người mà kha khá thì người ta đâu có dám chơi đừng có nói cái người lao động bình thường các bạn người lao động bình thường là không bao giờ chơi được mà mình không có đi so sánh cái vụ này nhưng mà có những con người đó so sánh thì mình làm một bài mình cho sánh thấy không để cho các bạn biết coi đại gia thôi việt kiều làm sao chơi đại gia rồi đó là bỏ qua đi bây giờ những cái người lao động hàng ngày á, thì mình đi so sánh với họ tội họ tại vì họ cuộc sống họ mưu sinh họ chẳng so sánh mà những có những dư luận viên hoặc việt kiều thất bại nó so sánh vậy thôi đúng không thì à, cuộc sống của họ họ mưu sinh hàng ngày mình muốn họ sẽ khá hơn mà còn các bạn á, có tiền ở việt nam rủng ra rủng rỉnh hai ba chục triệu một tháng các bạn dám xài đâu mình nói rồi các bạn chất lượng sống của các bạn không có cho nên các bạn có tiền các bạn cũng không dám xài đó là những cái người mà gọi là có có đồng tiền đồng ra đồng vô đó các bạn không dám xài tại sao phải đi mua đất phải lo cho nhỏ đó nó đi qua du học ở mỹ đế phải mua được căn nhà cho nó phải mua vài lượng vàng mỗi tháng cất các bạn đâu dám xài đâu. có thể cái chất lượng sống của bạn nó đỡ hơn khang trang hơn ăn uống nó tốt hơn nhưng mà nó đi so sánh chơi với việt kiều mà việt kiều về con tháng à, đó, nó gom gom nó được năm mười ngàn nó chơi nó chơi khô máu một tháng đó còn mình tháng có được năm chục triệu mà mình cũng lo để dành cho con đi học nhá. đúng không ăn thì cũng ăn vừa thôi mà ăn sung chi phung phí vậy nó khá các bạn rồi chất lượng sống của những người khá khá ở Việt Nam cũng vậy họ sẽ không có bằng chất lượng sống của những việt kiều bình thường này thôi mình nó khá nha bây giờ bạn xin đi ở Việt Nam bạn khá bạn mua được chiếc xe hơi nhưng mà chiếc xe hơi của bạn là xe hơi lậu gì tại vì ở Việt Nam bạn phải trả gấp 3 lần một chiếc xe hơi nếu một chiếc xe hơi đó đó mà nó rẻ là bạn mua cả mẹt BMW rồi một chiếc xe mẹt ở đây nó bán nhiêu 80 ngàn bạn phải mua trăm mấy mà bạn mua một chiếc xe tô cho ta thường thôi nó quất bạn nhiêu rồi 100 ngàn 7 80 ngàn rồi trong khi đó tám 80 ngàn của người ta ở đây người ta đã mua được một chiếc xe Luxus Thậm chí Cadillac các bạn Hoặc là Porsche Ở bên đây nó rẻ Cho nên cái cuộc sống của người ta đó Cái đồng tiền đó Nó rẻ mà cuộc sống nó cao Cái đồng tiền nó cao Cho nên người ta đi mua cái xe đó Bình thường Mình ở Việt Nam mà có có tiền có xe Thì cũng mua được những chiếc xe Thường thường thôi Thấy không Như là Hyundai Kia Thì mấy đó là lỗi thường đó là những người khá khá họ có tiền họ mua bây giờ giàu là nó có mua nó mua siêu xe nó mua những cái xe luxury thì à, nói chung là nếu mà các bạn có tiền đồng ra đồng vô ở việt nam thì quá quá tốt rồi đi so sánh làm gì không có ai so sánh cái chuyện đó hết người ta nói tại sao các bạn lại sống cái cuộc sống như thế các bạn làm việc cái một cái ngành nghề như thế mà họ trả bạn thấp vậy chứ nó chờ tôi ở đây tôi sống sướng lắm à ở bên việt nam khổ không có người, người nào mà họ họ so sánh trời ơi ở bên nó tội, tội ở bên việt kiều bên đây sướng họ họ làm một cái bài toán so sánh mà không phải là so sánh để mà ờ tôi đây tôi sống sang xa hoa hơn anh cái đó là các bạn ở việt nam ấy. mà các bạn thấy người ta sống xa hoa các bạn lấy ra các bạn so ở trong nước của mình không hiểu tại sao nó đặt ra những cái Vấn đề lao động tiền lương quá là thấp kém Cuộc sống của người lao động Nếu nói đúng ra đó Mà nướng so đó Là sẽ lấy là người lao động ở Mỹ So với người lao động ở Việt Nam Thì mới thấy được Hai cái chất lượng sống đó Nó khác hoàn toàn Đó Anh làm một cái việc là Anh làm neo ở Việt Nam Tôi làm một việc tôi làm neo ở Mỹ Tôi làm neo ở Mỹ Tôi có tiền rủng ra rủng rỉnh Tôi mua được giỏ hiệu không những một cái mà một chục cái Còn anh làm neo ở Việt Nam Anh không lo nổi cho bản thân Đó đại khái vậy Hoặc là một người làm hãng họ vẫn mua Mua vỏ xịn được như thường Còn mình làm hãng công ty ở Việt Nam Thì mình vật vờ Người ta không cho nên người ta mới muốn đi các bạn Mới gọi là có xuất khẩu lao động Mới gọi là tìm đường đi ra ngoài Tại sao các bạn lại đi so sánh những thế các bạn không thấy là những cái người Những cái người lao động ở trong nước họ khổ ải à Mình có đi lấy đại gia ra Được mấy người đại gia Trong nước được mấy người đại gia Gọi là giàu mà quăng tiền qua cửa sổ Đếm thử coi được 10 người không Còn những người khá khá Có đây, mất đây Kể cả đại gia cũng có nguy cơ mất. Bây giờ những người khá khá là những người nào này đang mất nè. Những người mà có tiền gọi là có nhà cho mướn Một tháng 50 triệu 100 triệu Wow Đã chưa Chấm triệu nhiều lắm mà 50 triệu cũng khá nhiều à 2 ngàn mấy đô 2 ngàn đô Chấm triệu 3, 4, 5 ngàn đô Trời ơi cài chết bà Rồi giờ, giờ không ai mướn mặt bằng nữa Kinh tế theo hụt rồi Chi phí lớn Tiêu Đó các bạn Nó ngộ lắm Việt Kiều chơi lại đại gia Việt Kiều thì thua Rồi à, Qua tới Mỹ thì những đại gia ở Việt Nam Cũng không có được những cái chất lượng Cho dù họ có tiền Đó là môi trường của cái sứ tự do Những đại gia ở Việt Nam Cũng phải bị bịt miệng Bịt hầu nói phải cẩn thận Đó nhưng mà anh thấy bà Hằng Bà đại gia Đó, bà đại gia đây Bà là quăng tiền qua cửa sổ chuyện bình thường hột sòn của bả là thúng khúng sổ đỏ của bả là cân vài chục ký đại khái vậy các bạn đó mới là đại gia nhưng rồi sao cũng ở trong kia ba năm tại sao ở trong kia tại vì nói đụng chạm tới lãnh đạo nói đụng chạm tới bác vậy là cái đó là các các bạn từ trong nước từ đại gia chứ xuống là cũng chẳng có ai có cái quyền nào để nói như thế vậy là sướng hay khổ Nói mà sợ đầu này sợ đầu kia Vậy là sướng hay khổ 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 các bạn Cho nên họ phải có một cái chân ở phía ngoài Họ phải cho con họ đi ra ngoài Trong nước Nếu bạn có tiền thì bạn cũng học Cũng đâu có bằng ở bên ngoài Cho nên họ mới có tiền họ cho con họ ra nước ngoài Singapore, Nhật Bổn, Mỹ, Úc Vân vân để họ học còn mình có tiền mình mình có đi mướn tiền gà thầy quốc tế không quốc tế thì chỉ chất lượng sống nó cũng lay quay lay quay chất lượng học lực nó cũng lay quay cỡ nhiêu đó thôi các bạn nó không hơn đấy không cho nên á, có tiền người ta đi du học thẳng cái rẹt qua bên mỹ người ta học học xong rồi hỏi bạn có đứa nào nó về không có đứa nào nó về vậy nó đang sống ở trong cái đất nước việt nam đó cha mẹ nó gọi là khá đi tại sao nó không về nó hưởng mà nó quên đây nó lại bon bon chen với đời đó đi qua học rồi 4 năm rồi 6 năm rồi về Mấy đứa về các bạn Không có đâu Tại sao cha mẹ nó khá bệnh đó Nó khá đi Tại sao nó không về nó hưởng à, Mà nó lại ở bên đây Bạn biết vô học sinh ở bên đây á Mà cha mẹ gọi là đại gia đó Thì không có gì để nói Mà nó khá khá thì cũng cho con đi học được Qua đây nó bươn chải chết bà luôn ừ. Xa cha xa mẹ xa anh xa em cha mẹ phải gửi tiền qua đâu có đủ các bạn đủ tiền học tiền đồ qua đây nó phải còn đi làm thí dụ như đi rửa chén nhà hàng đi bồi bàn đi làm neo vừa học vừa làm chết bà luôn nhưng mà tại sao nó không về nhìn thấy là biết rồi những con người mà nó muốn đi nói ngược lại cái cuộc sống ồ oh, nước mỹ này nó đâu cũng chẳng có tốt đẹp gì bạn thấy là những cái người Nam Mỹ họ chạy ron 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 tới đất nước Mỹ này họ sống tại vì ở đây nó có những cái lực quá tuyệt vời các bạn bảo vệ mình cái sướng mà bạn thấy đời thường đi ra mua cái tivi cái điện thoại không thích đem đi trả lấy vô tịnh bờ cái đó là cái sướng của người tiêu dùng bạn có tiền ở Việt Nam bạn mua bạn trả được hay không chắc trả được hả Chà, chắc cũng hiếm lắm bạn mua cái tivi về bạn trả trừ khi nó bị lỗi gì đó giờ nó tôi không có lỗi gì hết á cái mặt hàng à, iphone đó cái samsung đó cái điện tử đó nó không có gì giờ tôi về tôi không thấy thích nữa tôi đem trả được không làm gì có nghĩa là chất lượng của bạn không có rồi bạn mua bạn phải cân nhắc kỹ có mua hay không mua còn này thích thì cứ ra mua đi mua cái GoPro cũng được mua cái máy chụp hình cũng được về quậy 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 quậy, quậy xong rồi khó xài quá đem đi trả người ta nói lại không lấy lại có phạt không không đó là apple apple vô coi đi mua 30 ngày đem nó trả miễn tỉnh bơ với rồi đi vô ăn mua đồ thực phẩm đem ra thấy không đúng đem vô trả lại rồi cái đó nó quăng các bạn thấy không mua ly cà phê uống vô trời ơi mày phá gì mà ngọt quá trời ơi mày phá gì mà không vừa ý tao đem vô nói nó nó trả lại cho bạn nó pha cho bạn đi khác cái đó là chất lượng sống nó có bạn Ở cái đất nước Mỹ này Còn đi làm cắm đầu cắm mặt Bạn thấy Một người đi làm 10 tiếng thì họ làm 4 ngày Một người đi làm 8 tiếng Thì họ đi làm 5 ngày Một người đi làm 3 12 tiếng thì họ Nghỉ được 3, 3 4 ngày Như đặc quyến 5, 3 ngày thôi nghỉ 4 ngày Còn muốn overtime thì vô Bạn biết á overtime của mình á cái tiền cái tiền mà vô làm thêm á mình hiện tại mình bước vô hãng là nó trả cho mình 4 đồng trên cái 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 giá trị của cái đồng lương của mình rồi làm làm thêm được 4 đồng mà mình vô mình làm ngày thường á mình vẫn được trả thêm 4 đồng mà 4 đồng nó chia đôi ra đúng không à, mình bạn thấy là à, được cái tiền overtime rồi được cái tiền mà của bốn đồng của cái ca nữa nó, nó nhiều tiền lắm các bạn cho nên mình có muốn làm hay không làm thôi cứ là ở bên à, à, Mỹ làm cấm mặt cấm đầu Ủa, nếu mà mình làm cấm mặt cấm đầu thì mình có tiền còn mình không làm cấm mặt cấm đầu thì mình sống toàn toàn còn ở trong nước nói ra cái nói nó so sánh chính họ so sánh thì mình thì người ta mới nói làm chết bà luôn các bạn rất tội không đủ tiền đóng học phí cho con tiền ăn không có cái lương nó thấp các bạn sống không nổi các bạn bạn sống không nổi mà mình phải lên tiếng dân mỹ nó sống không nổi nó la làng đó đó là biểu tình của những cái hãng xe lớn như là xe Ford, xe GMC rồi đó biểu tình nó đòi lên từ ba mươi mấy đô la mà nó thể lên tới bốn mươi mấy đô la tại vì ở đây giờ sống khó khăn quá bạn thấy không trong hãng xưởng cũng vậy năm ngoái cũng vậy nó tự động nó nâng lên ít nhất là một người một đô la có người lên tới ba bốn đô la luôn Họ coi cái lương của bạn sống không nổi Họ đăng lên cho bạn Còn ở Việt Nam thì bạn thấy Nó cứ lè tè vài trăm ngàn một năm tăng lương Mà trong khi lạm phát gia tăng khủng khiếp Mà các bạn không biết nói mà các bạn cứ chọt qua là Việt Kiều Mỹ sống không lại đại gia mẹ đại gia nấu chi nữa Hả? À, đi làm Việt Kiều vô làm từng đồng từng bạc cắt thôi Nhưng mà cái chất lượng sống của người ta nó đỡ Bây giờ ra nói cuộc sống của mình đi thì nó nó cao hơn cái những người làm phổ thông một một miếng. Nhưng mà nói lấy những người phổ thông đi, với lại những cái người phổ thông ở Việt Nam. Bạn muốn qua Mỹ làm làm cái nghề phổ thông hay là muốn ở Việt Nam làm nghề phổ thông? Những người làm việc phổ thông ở Mỹ họ có cái gì? Và những người Việt Nam làm việc phổ thông họ có cái gì? Rồi lấy những cái người làm CNC ở Việt Nam so sánh với mình nè. À? Họ có cái gì? Rồi những người ở bên đây có cái gì? đương nhiên là chất lượng ở bên đây cái lương nó cao. Ủa mà tại sao cái lương nó cao? Anh làm anh cũng bán một cái đó đi ra thế giới. Mà tại sao nó trả lương thấp? Như là chiếc xe hơi Mai Vinh Việt Nam, nó qua đây nó bán 55.000, thì thằng Nhật nó cũng bán 55.000, thằng Tesla nó cũng bán 55.000. Tại sao thằng Nhật, thằng GMC, thằng Tesla, vô, vô họ phải trả cho công nhận của họ là 35 đô một giờ? Còn anh làm trong cái hãng ma Vinh Việt Nam Thì anh làm được có 2, 3 đô 2 đô một giờ Và nó đem cái món hàng đó nó ra ngoài nó bán Cũng là 55 ngàn Thí dụ vậy Tại sao <laughs> Nó chơi nó chơi kỳ vậy <laughs> Các bạn xin lỗi các bạn Buổi sáng nó hơi vậy Cái đó là cái đồng lương kém cỏi Ở trong một cái quốc gia Đông Nam Á Tại sao thằng Singapore nó cũng Đông Nam Á Mà nó làm lương của nó là 6, 70 ngàn rồi nói xong á ở bên đó là phát dữ lắm sống sống nó cuộc sống nó cao lắm được cái gì nó cũng mắc ở mỹ nó cũng mắc đó có. đó có nó có nói ở bên nhật á nó mắc lắm đồ ăn thức uống mắc lắm mình không biết nhưng mà những người đi nhật người ta nói ở bên đó quá rẻ luôn cái gì cũng rẻ mà lương của nó cao ở mỹ cái gì là mắc đâu các bạn hả à, có bạn bị mù hả đã nói hoài mà cũng không chịu nghe nếu nói Úc, Canada mắc đó, thì có thể Tại vì bên đó nó đánh thời cao Ở Mỹ mà các bạn nói mắc Các bạn muốn so sánh đó đi cứ so sánh trái cốc trái ổi Mà tối ngày mà nó so sánh chứ trái ốc trái, trái, cốc trái ổi Trong khi mình phải nhập vô nho Mỹ Cherry Mỹ Bò Mỹ Thịt gà Mỹ Heo của Tây Ban Nha Heo của Mỹ Vâng cái gì cũng mắc Còn bên đây Người ta làm có đồng lương gấp 5 gấp 10 lần cái đồng lương của Việt Nam mà cái gì nó cũng rẻ cái gì đâu mắc đâu chỉ coi nó không chỉ ra được cái mắt hả cái nhà nó cũng rẻ nó ngon về Việt Nam mua nhà đó Thấy không? xong rồi bắt đầu à, chiếc xe người ta nói chiếc xe ở Mỹ rẻ lại thử ngon về đây mua chiếc xe tại sao các bạn không phải biết là ồ tại sao bên Mỹ nó làm lương cao mà nó mua có rẻ vậy nó mua có một mình phải trả ba Ừ. Mà mình không biết nói mà mình so sánh cái kiểu đó Cái gì là mắc Không có độ gì cũng rẻ Mua cái điện thoại cũng rẻ hơn bạn Thấy không Cho nên các bạn chia sẻ Chia sẻ nói khùng nói điên Cho nên bị người ta chửi là đúng rồi Cuộc sống qua tới đây thoải mái mà Thoải mái thì anh nói thoải mái Mà không thoải mái thì anh không thoải mái còn anh không thoải mái bản thân của anh á thì thì bắt đầu mới bàn về bản thân của anh. Tại ra anh chia lên cái cái public cái công cộng thì người ta được lấy quyền người ta chia người ta nói người ta phản bị cái chuyện đó bình thường. Ok, đạt Nguyễn cũng bị mà. Đó đó là chuyện bình thường. Tại sao người ta sống ở đây thoải mái mà anh không thoải mái? Đó là cái câu hỏi như thế. Thì người ta nói là việc kiều thất bại vậy thôi các bạn. Đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn Bây giờ xin tạm dừng video đây Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào không mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Và hẹn gặp lại sau Xin chào tạm biệt Bye bye